chào các bác nhá. Bây giờ là xem nào. 5:04. Ui giời, chiều 29 Tết. Đi mua cái quất mà chưa biết đỗ chỗ nào để mua đây. Tôi đang ở chỗ địa phận Hoài Đức cơ bác. Chỗ làng quất làng Bưởi. Rất đông người mua cái tầm này các bác nhá. Từ bưởi cho đến quất. Dạ, à, đào này, những cái bãi bãi quất này, những cây quất phần to, đi kiếm cái quất chum mà trong này không biết có, trong này chỉ quất bãi thôi các bạn, tấp nập, tầm này thậm chí còn đến ngày mai mua rất đông này, càng rất nhộn nhịp, toàn cây to. Ấy. Chỗ nào thấy mùi quất quả rất hương. Quả cái to. Bưởi bên này. Để xem một số giám số cây thế nào các anh. Chiều 29 Tết vẫn còn nhộn nhịp lắm. Hôm nay chính thức anh em mới được dân văn phòng mới được nghỉ nhà nước. Thì hôm nay mới mua sắm mới thoải mái được. Chứ mọi khi đi toàn đi tranh thủ không ăn thua. Đấy. Đấy. Nhiều. Bạn ơi. Đấy. Nhặt cây nào là tiền luôn cái đấy. Toàn là đất mới các bác này. Đất mới này. Tàn hoang hết rồi. Trong này còn rất là nhiều. Cái này đẹp hơn gì cái này không biết bao tiền. Đấy, cây nào cũng có người mua hết. Quả thì nó hơi bé các bạn, không được như quất tứ liên đâu các bạn, nhưng mà đều có người mua hết. Năm nào ra đây cũng vậy thôi các bạn, nhất là cái tầm này, tầm anh em bắt đầu được nghỉ là sôi động lắm. Tôi đi ra tôi xem cây quất chùm các xe còn vứt ngoài kia, quên chưa hỏi giá xem giá cả thế nào. Đấy, để hỏi giá cái cũng đi không. Bao tiền cây này đấy bà? Cây này á? À? Vâng. Đây, cây này 1,5 triệu hả? Đi chắc có phải mua rồi nào? Cây 2 triệu. 2 triệu. Cứ cỡ này là bằng tiền nhau hết ạ? À. Không, cây đẹp thì phải hơn. À thế. Một tí, còn cây nó kém một tí thì lại kém. Như cây này là cây đẹp đúng không? Cây này là cây đẹp rồi. À, cái cây đây, cái cây mà cạnh cái bà ngồi này thì bao tiền? Cây phải 1,5 triệu. À, đẹp hơn à? Đắt hơn à? Đẹp hơn. À, trông nó sáng đẹp. Ngắm cái chỗ đây xem. Bán bay hết cả vườn rồi nhỉ. Tối nay là hết. 1,5 triệu cây. Cao tầm 1m7, 1m8. Cây này đẹp đây. Dạ. Ui cây đấy ngon. Không thích cây đấy. Cây đấy vàng quá. Cây xanh đây. Cây này. Cây này xanh. Biết nhưng mà lại
hơi ít quả. Nó phải cây đẹp còn... người ta lấy hết rồi đúng không? Người còn có cái cây kia có phải nhà mình không? Nhà ấy nhà khác. À thế. Có từ cái giống cây bé. À rồi rồi. Như cây này thì bao tiền? Cây ý phải 1.2 triệu. À cũng 1.2 triệu. Đấy, thứ nhất. Cây để cháu hỏi phát xem nào. Cây này khá đẹp ạ. À? Cây này cái dáng của nó thanh thanh. Cây này á? À? Nó không thích cao cao này. Cây này lắm quả. Đấy, thấp thấp xung xuê cái này đẹp này. Ừ. Cái này hay nhất trong cái chỗ này. À, đúng này, không? Cái này. Xung xuê hài hòa. Cây này cây kia hai cây. Cây này hay hơn cây kia, nó này xòe quá. Cây kia hai cây. Cây này xung xuê nó đẹp. Đấy, cái nó đều. Cái này, nó đều. Mua. Nguyễn ơi, bà quyết đi. Nguyễn, cây này bà quyết đi chứ. Ra đây để bán. Bà vào hỗ trợ bọn nó. Đấy, chủ đấy. 200 triệu. Cái này với cái này có gì? Đấy, chuẩn chưa? Anh chuẩn. 2 triệu 2. Một lúc nữa có người nghe khác. Đấy, bán. Vừa nó ngoài bà 1.7 triệu. Bán đây lắm. Không, lúc trước bà 1.7 triệu. Lúc trước bà 1.9 triệu. Giờ lại 2.2 triệu. Làm gì ai bán 1.9 triệu. Nó không có bảo trước. Chả biết thế nào được. Thôi được rồi, để nó không phải là cái độ mình muốn mua, đi ra đây là làm cái chùm để cho nó gọn các bạn. Giờ xấu đẹp phải mua hết. Nhưng chỗ này đi vòng quanh à, bên kia sới rõ to không có cây nào ưng. Không có cây, có cây, nó nói thật đi mà. Không phải là viết đâu. Không phải. Đấy. Ná bị quả gần giống nhau. Đi xa đấy bà chị ạ, đi xa phết ạ. Nên tận Hòa Lạc kìa. Trăng chắc chắn. Đấy. Ông chẳng được nhanh hàng. Đấy. Về quê là phải có cái cây. Ở dưới Hà Nội đầy đủ hết rồi. Dưới Hà Nội thì đi mua tận Tứ Liên cơ. Thì quả nó to bằng nắm tay ấy. Nhưng mà đây về quê đây chắc là đẹp nhất cái khu vực này rồi. Quê đã gần 6 hơn 6 giờ, gần 6 rưỡi rồi. Tôi quyết định cái chốt cây này. Đi sang bên kia cái sới quất to như thế mà không ưng một cây nào. Cái vùng quất hoài nước này nó kém. Đấy, cái cây này nó ưng được, nó hài hòa. Đây là cái hài hòa. Chốt, về thôi. Đấy, đi xe của ông già ấy. Kiểu 29 Tết mới đi mua quất. Chiều 29 Tết mới đi mua quất đây. Em á? À? Bà chị... Trời ơi, bình tĩnh. Bây giờ phần này ra tìm nhá. Tiếp nhất với ông đâu rồi, thì hãy dạy tiếp nhất với anh mình rồi. Đúng rồi đấy. Xong, mình dạy nhau cả. Đừng có sang kia mất công, mệt. Bên kia nhiều vô cùng mà không mua được cây nào. Biết một câu, em khẳng định. Bạn đảm bảo chiêu mà trở nên xã. Em khẳng định chắc chắn đấy. Đi rồi mà lại. Mẹ cứ thấy bên này ít đâm ra không mua, dòng sông kia rõ nhiều mà không mua được cái nào. Vẫn cứ xấu mà. Cái này nó đều thì không lưng thì vẫn phải lấy thôi. Đấy. Cứ đi lanh quanh lúc tối không ăn thua. Một vé đẹp không? Quất rồi nè. Ôi. Thôi, lên đường đi về. Sống quê để tự phá cổ nhé. Chúc mừng năm mới nhá. Cảm ơn bà chị, chúc mừng năm mới, để trả tiền cái đã. Vừa nãy em định chén cây này này. Vừa nãy em định chén cây này. Tất nhiên là nó chẳng có cây nào mà mắt tôi cả các bác ạ. Mình là người chơi cây bonsai mà. Nhưng mà đấy, buộc lòng là phải mua quá. Bây giờ ở đây là gần quê mà. Đã đi khoảng là 20 cây số mới mua rồi. Thế mà bây giờ mà ra tận Tứ Liên thì thôi. Thả bằng là vỡ mồm con chó các bạn. Tối mất rồi. Thôi tôi cái này đẹp, nó xinh. Cái này được không? Được, cái này xung xuê, lộc lá xanh đỏ vàng. Đầy đủ hết, nó đầy đủ đấy, có lộc có lá có hoa đấy, quả xanh quả chín.
Cây này cỡ to hơn tí. Không có cây nào bị gãy cả. Không, nó bị kiểu thế. Bị con xe thế nó mới đẳng cấp. Nhưng mà nó chẳng việc gì đâu. Còn đây là trước hơn triệu con bé này. Tôi lại cây đấy đâu. Hợp lý. Thế thì có đơn không? Đơn được quán không? Chung, vâng. Có đơn để cái này vẫn phải để đơn. Cái này cao rồi mà. Cần gì đâu. Cây đinh của vườn. Thôi ok, cảm ơn việc mọi người. Cây được đấy. Cây đấy được. Thôi được. Chúc vợ chồng may mắn thôi. Tôi đi về các bác. Tôi lấy cái cây nhỏ nhỏ này hơn tí. Về thôi các bác, tối quá rồi. Cảm ơn các bác nhé.